Nhân dịp Tết Trung thu 2022, sáng 6 tháng 9, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng đến thăm tặng quà tại trường nuôi dạy trẻ khiếm thính Hải Phòng, quận Kiến An. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở ngành địa phương liên quan. Đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang ân cần thăm hỏi, động viên và khích lệ các học sinh khiếm thị vượt qua những mặc cảm, khó khăn, sống vui vẻ, hòa đồng. Đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn các sở, ngành, chính quyền địa phương, các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm quan tâm nhiều hơn nữa, chung tay góp sức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các em đang được nuôi dạy tại trường. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả cao, đúng kế hoạch tiến độ gói đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất của nhà trường vừa được thành phố phê duyệt. Ban giám hiệu nhà trường chủ động huy động nguồn xã hội hóa, góp phần cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của học sinh, giáo viên nhà trường. Với một số đề xuất kiến nghị của nhà trường, đồng chí Bí thư Thành ủy giao Văn phòng Thành ủy tổng hợp tham mưu. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang trao 20 triệu đồng hỗ trợ nhà trường chăm lo tổ chức các hoạt động thiết thực phục vụ học sinh, trao 9 suất quà mỗi suất trị giá 5 triệu đồng tặng giáo viên, nhân viên chăm sóc trẻ khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn của trường và chúc cán bộ giáo viên luôn mạnh khỏe để thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc giáo dục các cháu. Theo báo cáo của Ban giám hiệu trường nuôi dạy trẻ khiếm thị Hải Phòng, trường thành lập cách đây 31 năm. Năm học 2022-2023, trường tiếp nhận 127 học sinh, tổ chức 11 lớp học, trong đó 27 học sinh khiếm thị nội trú, 60 học sinh bán trú, 38 em ngoại trú. Cùng với đó, trường hỗ trợ học hòa nhập đối với 13 học sinh. Phần lớn học sinh nhà trường là trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Hiện đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường gồm 28 người có năng lực chuyên môn tốt, tâm huyết với hoạt động giáo dục đặc biệt.